Tiếp sau đây xin kính mời các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay vô cùng hấp dẫn được xem là trận đại chiến đỉnh cao đến. Từ ngoại tinh lai khách chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là Kim Cương Bất Hoại Hứa Ngân Xuyên. Trận đấu là trận cờ được diễn ra tại giải Bích Quế Diên Bôi 2017 với bên đỏ đi tiên là danh thủ Hứa Ngân Xuyên. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức,
và tiếp theo sau hai của bên đen thì trong bối cảnh cờ tàn, như trên bên tiên là Hứa Ngân Xuyên đã phải buông cờ xin thua.